Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 23 tháng 11, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và Lào. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật tổ chức toán nhân dân sửa đổi. Đồng chí Lào Minh Hùng gặp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chiều qua, tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sạ Lẩm Say Komasit thăm Việt Nam và đồng chủ trì tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lào lần thứ 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, tích cực tìm kiếm nguồn vốn từ bên thứ ba cho các dự án kết nối chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải như cảng Vũng Áng, đường bộ cao tốc Hà Nội Vinh Trăng. Vui mừng trước quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào. Sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào tối đa trong khả năng có thể để khắc phục các khó khăn kinh tế hiện nay, cũng như chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Sạ Lởm Say Komasit, cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn. Cho biết, ông và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam vừa đồng chủ trì kỳ họp tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Lào lần thứ 10 rất chân thành, thẳng thắn, tin cậy, thực chất. Hai bên đã tập trung ra soát nội dung hợp tác song phương thời gian qua, việc chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như bàn các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngoại giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thời gian qua, Hai bộ ngoại giao đã phối hợp triển khai tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao hai nước, triển khai tốt các cơ chế tham vấn chính trị, phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh sự, ngoại giao kinh tế, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thủ tướng đề nghị thời gian tới, bộ ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan hai nước, chuẩn bị tốt phục vụ các cuộc tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Lào, đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận cấp cao kế hoạch hợp tác Việt Nam Lào năm 2023 và chiến lược hợp tác Việt Nam Lào giai đoạn 2021-2025. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam đẩy mạnh các cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai bộ, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Ủng hộ lập trường chung của ASEAN về các vấn đề chiến lược ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Tiếp tục đợt 2 kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 chiều ngày 22 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật tổ chức toán nhân dân sửa đổi. Phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập qua 8 năm thi hành luật, đồng thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với yêu cầu nhiệm vụ giải pháp về cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Quan tâm đến nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án Nhân dân, một số đại biểu cho rằng quy định dự thảo luật sẽ gây áp lực rất lớn cho Tòa án Nhân dân các cấp, đề nghị xem xét lại quy định này cho phù hợp với thực tế, khả năng triển khai thực hiện. Về lựa chọn ngẫu nhiên thẩm phán, một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế để thực hiện phân công ngẫu nhiên cũng như phương thức, cách thức thực hiện phân công ngẫu nhiên để tránh án phân công cho phù hợp. Tại phiên thảo luận, các đại biểu bày tỏ quan tâm đến quy định về thu thập chứng cứ trong hoạt động xét xử, cho rằng việc tòa án không có nghĩa vụ thu thập chứng cứ phù hợp với thực tiễn và xu thế hiện nay cũng như các nguyên tắc pháp luật và các quy định về tố tụng hiện hành. Việc đương sự tự thu thập, giao nộp chứng cứ phù hợp với thông lệ quốc tế. Một số ý kiến đề nghị bổ sung việc tòa án hỗ trợ đương sự xác minh, thu thập tài liệu cho các cơ quan nhà nước, tổ chức đang lưu giữ quản lý hồ sơ. Phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình ghi nhận các ý kiến của các đại biểu với nhiều ý kiến nghiên cứu sâu và gợi mở để ban soạn thảo tiếp thu nghiên cứu chỉnh sửa cho rằng để có thể trao đổi thấu đáo cặn kẽ các vấn đề tránh án tòa án nhân dân tối cao mong muốn ủy ban thường vụ quốc hội cho phép tạo điều kiện để tổ chức hội nghị để làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm Sáng nay, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 có 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 11 triệu đoàn viên công nhân viên chức, người lao động cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La gồm 10 đại biểu chính thức do đồng chí Vàng A Lả, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và các hoạt động của đoàn đại biểu Sơn La tại đại hội đã hoàn tất các nội dung đề ra, trong đó tập trung tham gia các hoạt động chung tại đại hội, tổng hợp ý kiến tham gia tại diễn đàn lãnh đạo chính phủ với đại biểu dự đại hội 13 công đoàn Việt Nam, chuẩn bị hai tham luận báo cáo tại đại hội về chủ đề nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số. Tại diễn đàn đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La dự kiến kiến nghị với chính phủ nghiên cứu ban hành chính sách tổng thể làm nhà công vụ cho giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 là sự kiện chính trị quan trọng, đại hội diễn ra vào thời điểm Đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Vì vậy, mỗi đại biểu tham dự đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trí tuệ tham gia đóng góp có chất lượng vào các nội dung chương trình nghị quyết của đại hội, tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ để xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của trên 75.000 công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh đến với đại hội. Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, giới thiệu quảng bá hình ảnh văn hóa Sơn La với cả nước, đồng chí Lò Minh Hùng cũng nhất trí cao với các tham luận của đoàn đại biểu tại đại hội cho rằng đây là những kiến nghị đúng và chúng với điều kiện còn nhiều khó khăn về nhà ở của công đoàn viên ngành giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hiện nay. Đồng chí tin tưởng đoàn đại biểu tỉnh Sơn La sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 22 tháng 11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Quỳnh Nhai đã tiếp xúc cử tri xã Mường Dôn và Triềng Khay trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Cử tri xã Triềng Khay kiến nghị với Hội đồng Nhân dân và các ngành chức năng của tỉnh, huyện sớm triển khai dự án đo đạc địa chính trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, nâng cấp mở rộng tuyến tỉnh lộ 107 đoạn qua Mường Rôn Triển Khai, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa bản. Cử tri xã Mường Rôn kiến nghị sớm triển khai đề án hỗ trợ phát triển đại gia súc các bản đặc biệt khó khăn, xem xét hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây quế và cây đa mục tiêu gắn với nhà máy sơ chế trên địa bàn, tạo việc làm cho nhân dân địa phương đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại bản kéo ca nâng cấp hạ tầng viễn thông trên địa bàn xã. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Quỳnh Nhai đã tiếp thu giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tổng hợp các kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Đồng thời đề nghị xã Triềng Khay và Mường Rôn tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy nội lực trong nhân dân và quản lý hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, quan tâm công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Sáng nay, đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 31 tháng 12 năm 1973 31 tháng 12 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Tráng Thị Xuân, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Sông Mã. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Trình Khương đã đạt được qua các thời kỳ. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa bàn khu vực biên giới tỉnh Sơn La, ngày 23 tháng 4 năm 1959, Đồn Công an nhân dân Vũ Trang Trình Khương được thành lập theo nghị định số 156 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trải qua các giai đoạn, đơn vị vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa chủ động đối phó với đối tượng vũ trang xâm nhập biên giới và đấu tranh ngăn chặn đối tượng phản cách mạng và kẻ xấu vượt biên, chiến đấu chống gián điệp biệt kích, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hiểu rõ yếu tố tình hình, âm mưu, hình thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, dạy xóa mù chữ, giúp dân ổn định cuộc sống. Với những thành tích đó, đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vào ngày 31 tháng 12 năm 1973 trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu triền khương đã đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng vững vàng kiên định kề vai sát cánh cùng các lực lượng khác và nhân dân các dân tộc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội làm tốt công tác đối ngoại biên phòng xây dựng vùng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác với nước láng giềng làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới, tham gia tích cực và có hiệu quả trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, vận động quân chúng xây dựng vùng biên giới vững mạnh. Hôm qua, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Châu khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 15 tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi bỏ nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu về mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, nghị quyết về phân bổ và bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị lần 6, nghị quyết về bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị thực hiện nghị định số 24 2023 và nghị định số 42 2023 của Chính phủ lần 2. Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khắc phục sạt lở đường ngã ba Ôn Ốc, Bản Giảo, xã Mường Lượm, huyện Yên Châu. Kỳ họp cũng đã thảo luận, xem xét báo cáo về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với một đại biểu do chuyển công tác ra khỏi địa bàn. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 22 tháng 11, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật thâm canh cải tạo vườn cây ăn quả cho các thành viên của Chi hội Nông dân nghề nghiệp Bản Mệt Sai, xã Sà Vạt, huyện Yên Châu. Chi hội Nông dân nghề nghiệp Bản Mệt Sai có 15 thành viên với quy mô sản xuất hơn 15 hectare cây ăn quả Tại lớp tập huấn, các thành viên của tri hội đã được hướng dẫn về quy trình chăm sóc, cải tạo vườn cây ăn quả như cách bón phân, làm cỏ, tỉa cành tạo tán, cách kích thích chồi non, xử lý ra hoa, phòng trừ sâu bệnh hại. Qua tập huấn đã giúp hội viên nông dân nắm vững được kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, cách nhận biết và sử dụng hiệu quả các sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao sản lượng, tăng thu nhập, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái, chất lượng môi trường sống. Nhân dịp này, Hội nông dân tỉnh đã hỗ trợ chi hội nông dân nghề nghiệp bản Mệt Sai xã Dọc Bạt gần 41 tấn phân bón và túi bao trái trị giá hơn 46 triệu đồng. Hạt Cẩm Lâm thành phố Sơn La vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về lâm nghiệp cho 70 chủ rừng, bí thư trưởng bản và tuyên truyền viên pháp luật của xã Triển Sông. Tại hội nghị các đại biểu đã được tuyên truyền một số nội dung về Luật Lâm nghiệp, Luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, các văn bản của chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, quy định danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, công tác quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quy định quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Qua hội nghị tuyên truyền đã giúp cho nhân dân xã Triền Sôm nắm rõ những nội dung cơ bản về luật lâm nghiệp, luật hình sự cũng như những hành vi bị xử phạt liên quan đến hoạt động lâm nghiệp. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng tại địa phương. Ngày 22 tháng 11 tại xã Tân Lang, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Yên đã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2023. Chiến dịch được phát động với thông điệp đảm bảo an sinh xã hội tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới là phương châm hành động của mỗi chúng ta nhằm góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 1719 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo hướng dẫn các xã thuộc vùng dự án thành lập và ra mắt 16 tổ truyền thông cộng đồng. Chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền cũng là những cơ sở cũng như là các tổ truyền thông của cơ sở thì xây dựng các cái kế hoạch truyền thông thì từ đó thì nhận thức của bà con nhân dân cũng như là các tổ truyền thông của cộng đồng của cơ sở hoạt động rất là tốt trong chiến dịch hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện phú yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình vận động toàn xã hội chủ động tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới giáo dục kiến thức kỹ năng tự bảo vệ tự phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em cho cha mẹ các thành viên trong gia đình người làm công tác bình đẳng giới phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em qua cái lễ phát động hôm nay cũng về sẽ tuyên truyền cho toàn thể gia đình và người thân cùng toàn thể chị em phụ nữ sẽ cùng nhau uh, chung sức về bình đẳng giới. Sau lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Yên đã tổ chức diễu hành đường dài, tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11 năm 2023. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Nhai tổ chức mở lớp tập huấn truyền dạy dân ca dân tộc Thái cho hơn 50 học viên là đồng bào dân tộc Thái, những người yêu thích các làn điệu dân ca dân tộc Thái trên địa bàn huyện. Tham gia tập huấn, các học viên được truyền dạy cách thể hiện các làn điệu dân ca dân tộc Thái như hát long té, khắp tảng trụ xiết xương, hát then, khắp then trong lễ hội, hát sao xiên, hát chúc mừng nhà mới, mừng tuổi, mừng đón con dâu, con rể, hát được mùa, khắp trong tăng gia sản xuất, nuôi trồng thông qua tập huấn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thái các làn điệu dân ca gắn với các hoạt động văn hóa ở cơ sở từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn phát huy các làn điệu dân ca thái gắn với phát triển du lịch nhân rộng các mô hình câu lạc bộ dân ca truyền thống dân tộc góp phần xây dựng văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 61 bình phòng cháy chữa cháy trị giá gần 20 triệu đồng từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm đã được trao tận tay các hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn xã Bon Phạng, huyện Tuần Châu. Qua công tác giả soát, chiều ngày 21 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Bon Phạng đã tổ chức trao tặng bình chữa cháy cho các hộ nghèo cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng với đó, Công an xã Bon Phạng đã hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy và các kỹ năng xử lý khi đám cháy mới phát sinh đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các hộ gia đình qua đó tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh không để cháy lan cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản để mỗi người dân là một người lính cứu hỏa trên địa bàn thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại